Thưa quý vị, lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp là một nét văn hóa đẹp trong truyền thống người Việt Nam. Theo truyền thống thì sau khi sắp lễ cúng ông Công ông Táo, các gia đình sẽ thả cá chép xuống ao hồ cho mát mẻ. Tuy nhiên những năm qua nhiều sông hồ ở Hà Nội như là sông Hồng, sông Tô Lịch, rồi hồ Gươm, hồ Tây, hồ Thiền Quang hay là hồ Đắc Di thì đã sợ ngày ông Công ông Táo vì người dân không chỉ thả cá mà còn thả cả bát hương, thả bàn thờ, đặc biệt là thả cá đang nằm trong túi ni lông xuống lòng sông hồ. Trong bối cảnh đó thì nhiều năm qua có một nhà sư đặc biệt đi xin giác trong những ngày này, đó là Thượng tọa Thích Tịnh Giác ở chùa Phúc Sơn, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội. Và trong chuyện tối nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị gặp gỡ và trao đổi cùng vị sư đặc biệt này để cùng lắng nghe thông điệp của thầy từ hành động đi xin giác. Và trước hết thì xin cảm ơn thầy đã tới với chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa thầy, xuất phát từ đâu mà thầy lại có ý tưởng là đi xin giác vào ngày ông Công ông Táo hàng năm ạ? Thật sự là một người yêu quê hương, đất nước. Cho nên lần đầu tiên tôi nhớ vào năm nghìn năm Thăng Long thì cả nước chúng ta tưng bừng để đón cái lễ hội đẹp như thế và ý nghĩa của dân tộc. Tuy nhiên tôi đi ngang trên cầu Trương Dương, tôi thấy ôi sao bao nhiêu long nhiều quá. Thế là tôi nghĩ rằng ôi ngày đẹp thế mà để làm mất đi cái hình ảnh, giảm thiểu cái hình ảnh đẹp của Hà Nội. Cho nên tôi mới dừng chân xuống, tôi đi nhặt bao ni lông. Về sau tôi mới tìm hiểu rằng là đó là ngày ông Công ông Táo mọi người đi thả bao ni lông. Ôi tôi lại càng ưu tư về vấn đề môi trường hơn. Cho nên chính đó là khởi niệm từ ban đầu yêu quê hương. Không chỉ là một người tu hành mà là một người con của Việt Nam và bảo vệ môi trường đúng không ạ? Không biết là ý tưởng này đã thực hiện, thầy lên ý tưởng trong bao lâu và thực hiện được bao nhiêu lâu rồi ạ? Thì từ khi có ý niệm đó thì bắt đầu tôi chuẩn bị, tôi đi nhặt rác hôm đó mà không có chỗ đậu xe. Thì cho nên đến năm tới là phải chuẩn bị tinh thần là đi xe máy ra tới một khu để gửi. Gửi xong rồi đi bộ lên cầu Trương Dương. Và bắt đầu từ ngày đó là năm 2011 là chạy tất bật từ đầu cầu đến cuối cầu, chạy cho đến cuối ngày mà ngã quỵ xuống bị giống như là bị chuột rút luôn. Thì rất là hăng say để làm thế nào để giúp cho bà con hiểu được, tránh cái tình trạng thả cho xuống rồi gió bay lốc lên trên người đi xe thì cũng làm phiền hà mọi người, và giữ được những cái bao ni lông thu gom lại để cho thành phố Hà Nội và đất nước Việt Nam có hình ảnh đẹp hơn. Vâng, nhưng mà sẽ là hiếm, sẽ rất hiếm có những người làm như vậy, và có lẽ là cũng sẽ không thể nào mà lại được so với cái lượng ni lông mà người dân thả xuống. Có kỷ niệm nào mà thầy khó quên đến thời điểm này không ạ? Có chứ. Sau 10 năm làm như vậy thì có những năm gần đây, khi mà mọi người có quan niệm là thả cá xong đến thả cho bát hương xuống như dòng sông, thì tôi mới xin mọi người là cho tôi xin lại cái trò đó và bát hương. Bát hương tôi về tôi làm bình hoa, làm khoang lỗ để làm trồng hoa. Rồi còn cho thì có một số thì mang về chùa, một số nào nhiều quá thì nhờ bên môi trường họ đưa đi để bỏ lên trên đất liền. Tuy nhiên họ phản ứng họ không chịu, thì tôi thuyết phục mãi thì có những người họ bị cái sự mà thuyết phục hợp lý quá, cho nên họ đồng ý, họ bảo tôi thử một năm, thế là đưa cho tôi, thì tôi chỉ làm bỏ làm phép thôi, gọi là búng một khẩy tay vào xuống dưới nước rồi xin phép là chỉ chú cho gia đình họ, chúc phúc cho gia đình an lành, rồi đưa cái đó lên trên môi trường. Rồi đến qua năm kế tiếp thì mọi người phản ánh rất là nhiều không chịu. Rất may thay, dĩ nhiên khởi niệm là mình làm, nhưng mà hỗ trợ mà thành công là phải là cùng chúng. Thì đột nhiên năm thứ hai có các cụ già, các cụ bảo cho, ôi ông ơi, ông an tâm đi, năm ngoái tôi cũng giống như ông, không đồng ý, nhưng tôi đã liều để đưa cho sư thầy giúp cho tôi, chỉ một bài chú an lành và giúp cho tôi, và tự mình làm cũng được. Thầy nói là tự mình làm cũng được. Thì bắt đầu tôi tin điều đó, và tôi đổi chiều hướng, thì tôi thấy một năm qua tôi sống rất an lạc và bình an. Cho nên ông yên tâm, ông hãy đưa cho thầy. Thì như vậy thầy thấy rằng là sự thành công đó phải là do quần chúng hợp tác. Rất cảm ơn tất cả quần chúng hỗ trợ. Có lẽ mọi người băn khoăn, mọi người cũng còn lưỡng lự là vì mọi người còn chưa thực sự an yên và còn nhiều những cái băn khoăn trăn trở khi mình làm công việc đó liên quan đến tâm linh mà thôi. Chưa thực sự có những cái thông tin nó đầy đủ và hợp lý. Không biết là khi mà thầy xin đi xin rác như vậy, ngoài ni lông, ngoài bát hương thì còn có những loại rác nào đặc biệt nữa hay không? Có, dĩ nhiên là bát ni lông rồi. Nhưng mà ngoài cái bát ni lông ra là cho bát hương, rồi bàn thờ vứt hết xuống như dòng sông.
Thì lúc đó cũng bằng bằng cái tinh thần là yêu quê hương và yêu môi trường, và kêu gọi mọi người bằng sự thuyết phục để trình bày rõ ràng để cho mọi người hiểu về vấn đề đó. Dĩ nhiên mọi người cũng nghĩ rằng là khi vứt xuống như đó, bởi vì họ chưa có biết cái chỗ nào để giải quyết vấn đề đó, thì nơi dòng sông để vứt xuống, họ có một niềm tin như vậy. Điều đó đúng chứ không sai, không có sai vấn đề đó. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái điều đó không còn phù hợp, bởi vì chúng ta có những cái phương pháp lựa chọn tốt đẹp hơn để cho mát mẻ. Bởi vì hiểu là mát mẻ thì thế nào gọi là mát mẻ? Mình khi họ chưa có một cách giải quyết cho nên niềm tin thôi cứ vứt xuống sông hết để cho nó mát mẻ, thì đó là một câu nói của dân gian. Yeah. Niềm tin của dân gian là như vậy. Chúng ta phải công nhận điều đó là một cái gì đó nó chưa hoàn hảo là cứu cánh, nhưng nó là một phương pháp để giúp cho mọi người ổn định tinh thần, thì điều đó tốt. Yeah. Không sai. Vâng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là ngày nay có những phương pháp khác. Chúng ta thấy rằng là bỏ xuống dòng sông hết tất cả những thứ đó mà để cho nó mát mẻ, thì cái mát mẻ đó nó không hợp lý. Bởi vì trên quan điểm tinh thần của Đức Phật dạy, tất cả mọi hành động, mọi sự việc, mọi sự kết quả của nó đều không ngoài vấn đề đó là nhân, quả, nghiệp lực. Như vậy nhân chúng ta hành động như thế nào? Chúng ta hành động một cái nhân tố, một cái sự khởi động mà để bao nhiêu người phiền hà, than phiền là ô nhiễm môi trường, thì chắc chắn cái sự ai oán đó, cái sự than vang đó, nó làm chúng ta cũng không thể nào an lạc được. Cho nên chính vì vậy mà cái giải pháp thì tôi nghĩ rằng là ngày nay chúng ta có những cái lò, bây giờ ngày nay giáo hội đưa ra chương trình không đốt vàng mã nữa, thì tại sao những cái thứ đó chúng ta bằng dùng bằng lửa đốt nó đi cũng được, thay vì bỏ xuống sông mà cho bỏ xuống như đó nó ô nhiễm rồi cá cũng không thể sống được. Cho nên tôi nghĩ rằng nó có một phương pháp là tôi hay gom về chùa, và tôi gom lại và tôi trì một bài chú để chúc phúc cho những người có tinh thần hợp tác, và chúc cho gia đình được an lạc bằng một cái niềm tin tâm linh và gia trì vào trong đó. Dạ. Xong bắt đầu xin giải hóa. Dạ. Cho nên hóa nó đi. Dạ. Và đó là phương pháp. Dạ, xin cảm ơn thầy ổn định nhiều. Tinh thần mọi người cũng rất là yên tâm sau khi được nghe thầy chia sẻ. Và cũng sắp tới ngày cô ông táo rồi, mọi người cũng rất mong nghe thầy chia sẻ một cách ngắn gọn về ý nghĩa của ngày này, được không ạ? Dạ vâng. Thật ra ngày ông công ông táo là chúng ta phải nghĩ rằng là chư tổ ngày xưa của chúng ta có một cái tinh thần rất trí tuệ. Điều mà thả con cá cho ông táo cởi về trời, thật ra đó là truyền thuyết, cũng chẳng ai thấy ông táo mà cởi con cá bay về trời cả. Tuy nhiên bên sau câu chuyện truyền thuyết đó, ý các ngài muốn nói rằng gặp dạy cho con dân Việt Nam yêu sự sống, mà yêu sự sống đó là yêu hòa bình. Mà đặc biệt đất nước Việt Nam chúng ta có một cái kinh nghiệm rất rất là dài, và cũng hiểu được là chiến tranh đem lại một sự tàn phá đầu đứng, hậu quả bi thảm cho đến con người, đất nước. Chính vì vậy mà các tổ cũng đã thấy được điều đó, tập cho con dân biết phóng sinh. Dạ, vâng. Là phù hợp với tinh thần của đạo Phật, đó là lòng từ bi, tôn trọng sự sống, là tôn trọng hòa bình và yêu thương chia sẻ với nhân loại. Và bên cạnh đó, nếu chúng ta mà đã tôn trọng như vậy thì thả con cá thì phải để con cá sống chứ, chứ làm sao lại để con cá nó chết trong túi ni lông thì túi ni lông nằm trong ni lông rồi cho thì ô nhiễm dơ, thì con cá nó ngập nó chết, thì mất đi giảm thiểu cái ý nghĩa tốt đẹp thầy. Của người con dân Việt Nam. Xin cảm ơn thượng tọa Thích Tịnh Giác đã đến và chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị với chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào Buổi Tối hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.